Uh, xin chào anh chị, Ngọc Tuyền uh, giới thiệu tới anh chị một lô liền kề rẻ nhất dự án này rẻ nhất dự án đây là cái uh, trục đường nội khu đường này rộng 13 m rưỡi, về hè hai bên, mỗi bên là rộng 3 m rưỡi. và mọi người có thể nhìn thấy ở cái chỗ tấm biển kia chính là đường trục chính, đường liên xã đường liên xã đấy quy hoạch là rộng 30m thì từ cái vị trí đấy mà di chuyển đến cái lô liền kề này Ờ, dưới 100m mọi người nhé Dưới 100m Từ Trục Liên Xã di chuyển vào lô đất này Dưới 100m Và đây là lô liền kề rẻ nhất dự án Dãy này có tên là liền kề 09 Đó liền kề 09 này Diện tích đất là 100 m ờ, Phun đất đô thị mọi người nhé full đất đô thị Về hè rộng 3 m rưỡi này full đất đô thị này Mặt tiền là 5m và chiều sâu là 20m Phía sau Phía sau của các lô liền kề còn khoảng trống là 2m không nằm trong sổ đỏ Và là đất của đô thị đó Rất là đẹp Và giá của lô này chỉ có hơn 2 tỷ đồng thôi Lưu ý mọi người nha Hơn 2 tỷ Ở đây cụ thể là chỉ có 2 tỷ 265 triệu 2 tỷ 265 triệu Một lô liền kề 100m2 Đã có sổ đỏ Và công chứng sổ đỏ luôn được Từ đây mà đi ra đến đường Trục Chính Trục Liên Xã Dưới 100m Cực kỳ là gần đó, đây là lô có cái vị trí cực kỳ là đẹp và là quỹ hàng đầu tiên đợt đầu tiên chủ tư mở bán ra mức giá rất rất hợp lý có lẽ là không thể tìm được ở khu vực nào có cái mức giá hợp lý như này tức là loanh quanh chỉ hơn 20 triệu một mét ở vị trí này và đường là giải nhựa rộng 13 ba mét rưỡi về hè rộng ba mét rưỡi với cái mức tài chính khoảng hơn 2 tỷ thì thực ra là bây giờ chúng ta vô cùng khó rất rất khó để tìm được một cái sản phẩm bất động sản